Nghe lịch trân trọng kính chào quý khán thính giả cường nghiệp khắp nơi. Kính thưa quý vị, Nghe lịch xin gửi đến quý vị một vai trò truyền thông báo chí trong dòng sinh mệnh dân tộc. Một ở trong sách Đặc vụ học đường của ký giả Duy Văn Hà Đình Quy. Bài viết có nội dung như sau: trong sau Việt Nam, giới truyền thông báo chí được xem như là một thành phần có dấu chữ nghĩa, được một số người biết đến, nể trọng vì có ít nhiều tiếng tăm. Nói cách khác là được xếp hạng như những thành phần có trình độ, dù trên thực tế nhiều khi không hoàn toàn đúng như người ta nghĩ, bởi ít nhiều việc làm của số người ở trong giới cầm bút chưa tỉnh táo để cân nhắc xác định vai trò chính họ, để sẵn sàng hòa cùng trong dòng sinh mệnh của dân tộc. Trước năm 1975, Việt Nam ta có hai hệ thống báo chí cho hai miền: miền Bắc báo chí theo hệ sau chủ nghĩa, miền Nam báo chí theo hệ thống tự do dân chủ. Tại miền Nam, báo chí có đủ quyền, mọi quyền ngôn luận và được tự do hành nghề, công khai theo quy định của luật báo chí được chính phủ ban hành. Người làm báo và truyền thông, dù muốn hay không, họ đương nhiên hưởng được những quyền căn bản tương đối dễ chịu, đủ bảo đảm cho nghề nghiệp làm báo và truyền thông của họ. Mặc dù trong đất nước đang có chiến tranh, đáng lẽ ra mọi sự ưu tiên loan truyền tin tức đều phải được tập trung phục vụ cho công cuộc chiến đấu chống kẻ thù, nhưng hệ thống báo chí và truyền thông miền Nam Việt Nam trước đây không theo định hướng như vậy, cho nên không kết hợp được sức mạnh tổng hợp cái việc tuyên truyền cái việc quần chúng và hướng dẫn quần chúng đến mục đích có hiệu quả. Những nhà làm báo truyền thông đã lợi dụng tính dân chủ tự do để đi quá xa giới hạn của nhà báo và truyền thông. Họ dùng phương tiện báo chí truyền thông sẵn có trong tay đưa những nguồn tin thất thiệt hoặc đánh phá ngược lại chế độ, gây lũng đoạn chính trị và tạo nên sự bất ổn triền miên trong xã hội, góp phần thêm cho cái sự mất đi ý nghĩa lý tưởng của chiến đấu. Thái độ dòng thân, thờ ơ hoặc cố tình phá hoại người làm báo và truyền thông từ mấy thế hệ qua tại Việt Nam trước đây đã góp phần tạo nên cái kết quả tan thương của đất nước. Và miền Bắc, báo chí truyền thông theo cơ chế tập trung hướng dẫn, hầu hết báo chí như truyền thông đều phục vụ cho công tác đấu tranh, nên báo chí truyền thông miền Bắc được xem như là một công cụ thiết thực góp phần dòng sinh mệnh của chế độ, giúp cho chế độ tồn tại và phát triển. Người làm báo và truyền thông chính thống dưới xã hội miền Bắc ít nhiều họ hiểu thế nào là bổn phận của người cầm bút, họ viết cho ai và viết thế nào để khỏi bị xem là kẻ phá hoại chế độ. Mỗi người làm báo và truyền thông họ đều tự nhận như là một chiến sĩ và mỗi ngòi bút như là một vũ khí bắn thẳng mục tiêu góp phần cho chiến thắng. Dù rằng trong những từ tự nhận có lắm quan khúc, người cộng sản thắng chúng ta vì họ biết sử dụng đủ báo chí và truyền thông miền Bắc cho chủ trương của họ. Họ đã thành công vì đã động viên được một cuộc đấu tranh toàn diện, nhịp nhàng, ăn khớp và hiểm trợ lẫn nhau. Bốn mấy năm đã bắt Việt Nam đến ngày nay, báo chí hải ngoại của những người Việt quốc gia tị nạn vẫn lâm vào tình trạng giống như báo chí truyền thông miền Nam thuở nào. Trên lý thuyết và quan điểm thì người làm báo và truyền thông nào, nơi hải ngoại nào cũng chống cộng, cũng thương nước, thương dân. Chủ báo hay ký giả nào cũng mong mỏi có ngày được cùng đồng bào trở về giải thể chế độ độc tài cộng sản, đem lại tự do cho dân tộc. Nghe qua thì đồng bào tị nạn phấn khởi mừng thầm rằng hôm nay trong công cuộc chiến đấu sẽ không phải là lẻ loi, vì có đường báo chí và truyền thông hải ngoại đã ý thức trách nhiệm cùng nhau đoàn kết với đồng bào chiến đấu đưa mục tiêu đến thắng lợi. Nhưng thực tế thật quá phũ phàng. Bốn mấy năm qua, người Việt sống lưu vong vẫn sống trong nỗi khắc khoải và vô vọng, lắm lúc tủi hổ nữa là khác, vì giới báo chí và truyền thông Việt hải ngoại đã đi ngược lại nguyện vọng của đồng bào Việt Nam tị nạn. Họ tự phản lại với hoài bão của chính họ. Thay vì cùng nhau đoàn kết thành một khối và cùng nhau một tâm huyết tạo thành một sức mạnh phù động phá thành trì cộng sản, không làm như vậy. Ngược lại, họ quay ra ganh tị, hiềm khích, chống bán lẫn nhau, đôi khi thóa mạ đời tư lẫn nhau, xem qua rất là xấu hổ và đau lòng. Thế mà họ cảm thấy hăng say, cứ đấu đánh nhau mãi không mệt mỏi.
họ quên đi mất cái thân phận của họ hiện giờ là một kẻ lưu vong mà chính Cộng sản đã gây ra cho bản thân gia đình họ. Hơn thế nữa, có nhà báo và nhà truyền thông trong lũ lưu vong vì đời sống khó khăn, vì thiếu ý thức vân vân, vẫn chạy theo bả thừa của Cộng sản để kiếm miếng đỉnh chung, mưu cầu danh lợi. Nhiều người đã dây dút Cộng sản hoặc đánh tiếng mong làm con bài cho Việt Cộng, khiến cả quốc gia một ngày thêm tan nát hơn. Hậu quả là hiện nay ít ai dám tin ai, và đa số người Việt tại hải ngoại vẫn chẳng ưa gì Cộng sản, còn ít ý chí đấu tranh, dù có muốn tìm một tổ chức đi gia nhập hay hợp tác, cũng không còn biết tin tưởng vào ai. Về hiện tượng khủng hoảng niềm tin đó bắt nguồn từ đâu? Chúng ta phải thành thật nhìn nhận rằng, từ sự dị kỷ, thiếu thực chất, thiếu trung thực và cái sự vô ý thức về chính trị của giới báo chí và truyền thông không chân chính. Sau kinh nghiệm đau thương để mất miền Nam tự do, mà giới báo chí với truyền thông miền Nam cũng có phần trách nhiệm, thiết tưởng người làm báo và truyền thông nơi hải ngoại không những không được quyền đứng ngoài cuộc đấu tranh, mà ngược lại, họ còn phải hướng dẫn, nhắc nhở quần chúng về tai họa mà chính họ như đồng bào đã và đang trải qua. Bởi một người làm báo truyền thông đích thực là người có tâm hồn nhạy cảm, cảm nhận trước và đầy đủ niềm vui, nỗi buồn cũng như những tai ương của xã hội, để từ đấy báo trước và truyền đạt ý nghĩa của mình cho người khác. Làm báo và truyền thông là phải trung thực cho hoàn cảnh của xã hội, cần lưu tâm đến nỗi xót xa của đồng bào, đồng hương. Người làm báo, người làm truyền thông giống như một nhà cách mạng, cần có một tâm hồn rộng lượng và một ý thức binh vực lẽ phải, nhất là cho sự sống còn của đồng bào dân tộc. Một thí dụ điển hình cho ý nghĩa trên là gần đây trong làm báo chí và truyền thông hải ngoại đang bị một thế lực xâm thực, và cái sự xâm thực này nó có ảnh hưởng đến sự sinh tồn của nền báo chí và truyền thông Việt tại hải ngoại, và những nỗi đấu tranh của người cộng đồng cũng như giá trị thế lực của tập thể dân Việt lưu vong. Đó là sự ra đời số tờ báo hệ thống truyền thông do những người chủ trương không có quan điểm chính trị hoặc là ý thức dân tộc đúng mức. Các tờ báo và hệ thống truyền thông này không những đã không đem lợi ích cho đồng hương tị nạn, trái lại đã không ít thì nhiều tạo nên những phiền toái cho cộng đồng bởi những bài viết miệt thị người tị nạn hoặc những tin tức không có chiều hướng trung thực, không có lợi cho mong ước của người Việt lưu vong. Thế nhưng thời gian qua, hầu hết các nhà báo, nhà truyền thông chân chính hải ngoại đều gần như im hơi lặng tiếng, không có một phản ứng. Nếu có thì ký tượng trưng qua loa, lẻ tẻ, không kết hợp sức mạnh tổng hợp để tạo phản ứng, hưởng ứng đồng loạt. Có một số nhà báo và nhà truyền thông cho rằng cái công việc lên tiếng phản đối cái việc miệt thị đồng hương tị nạn của một số người làm báo và truyền thông là công việc của đồng hương mà đại diện là ban đại diện cộng đồng. Các nhà báo, nhà truyền thông chân chính không có trách nhiệm, còn số khác thì lại dĩ hòa vi quý, cho rằng không nên đụng chạm người cùng làm chung ngành nghề để làm gì. Cứ hãy để thời gian, rồi thì họ sẽ tu tỉnh. Trên thực tế, số người làm báo và truyền thông kiểu này, họ có tu tỉnh đâu. Trái lại, họ đang dành rất nhiều thời giờ cho một trận chiến giặt lá tìm sâu của đồng hương với nhau để mong tìm sự thỏa lòng của họ, hoặc cho mục đích phía sau mà hậu quả là làm tan nát đi cộng đồng tị nạn vốn đã quá nhiều đau khổ bởi bọn nằm dục và cộng sản. Tóm lại, qua trang sử báo chí và truyền thông thời kỳ qua của miền Nam và hiện nay ở hải ngoại, những tưởng cuộc sống dông thân tha hóa hiện nay của một số người làm báo và truyền thông cần chấm dứt, và chúng ta sẽ phải có một hướng nhìn về dân tộc ngay bây giờ để lớp nhà báo và truyền thông thế hệ tiếp nối không quán trách về thế hệ của những người làm báo và truyền thông đi trước. Nỗ lực trên phải được bắt đầu bằng sự thức tỉnh của hàng ngũ đấu tranh báo chí truyền thông quốc gia tại hải ngoại. Dĩ nhiên, với tình trạng như hiện nay, không thể nào một sớm một chiều mà có được. Chúng ta cần có thái độ thông cảm, tha thứ cho nhau hơn là những thói ganh tị thường tình, và tâm hồn thì luôn hòa cùng với dòng sinh mệnh của dân tộc. Mọi hành động thờ ơ hoặc vô trách nhiệm với đồng bào
hay là cố ý làm lúng đoạn tình đoàn kết của đồng hương tị nạn đều đắc tội với quê hương dân tộc, thưa quý vị.